Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục quay bàn giao điều hòa cho các bác khách đây. Đấy. Trước này thì hôm trước em có lên video ở trong nhà em. Thì chắc hẳn nhiều bác theo dõi kênh nhà em, nếu như mà xem thường xuyên và liên tục thì chắc hẳn sẽ không nhận ra con này được. Bởi vì hôm trước em để ở bên kho, kho thì ở bên Thái Bình. Thì em có quay video bán xả lố con này. Thì lúc em quay video thì nó vàng như nghệ, phải nói là thật sự nó vàng. Nếu như không nói bậy nó nhìn nó như xít trẻ trẻ con luôn. Thế mà hôm nay mà về nhà em thì em mới chỉ tắm táp dọn lên thôi. Thì bác khách bác cũng yêu cầu là dọn nguyên bản không sơn si gì. Nên là em chỉ rửa sạch sẽ xong rồi mang phơi nắng. Thì máy nó lại trắng lại như cũ. Thì cái nguyên nhân này thì nó sẽ rất là nhiều nguyên nhân. Thì có thể là con này của em nó để ở trong kho thì nó bị ốm nắng. Bởi vì trong kho nó kín nó bị ốm nắng. Cho nên là khi mà tắm táp xong sạch sẽ thì phơi nắng thì máy nó trắng bóc luôn. Đấy. Đây, như con đầu 40 bác ấy chốt mua thì em này. Đấy. Kể cả bây giờ bác không nhận ra máy luôn. Đấy, nó trắng bóc luôn. Nó trắng bóc lại luôn. Đây. Tức là lúc mang về thì nó vàng lắm. Nó vàng đến mức mà thật sự luôn nhìn trông nó tởm lắm. Mà nó xấu lắm. Mà trong khi đó mà tắm táp xong sạch sẽ thì các bác nhìn này. Kể cả bác khách bác ấy đặt tiền mua em giờ bác không nhận ra con máy này luôn. Nó trắng như là máy mới luôn. Là cái khiển này nó còn nguyên ni lông luôn. Nó còn nguyên ni lông còn chưa bóc luôn. Mới tinh tình tình luôn. Nó quá đẹp luôn. Con này thì là full loa đầu 71. Em bán con này giá có 17 triệu thôi. Đấy, lỗ này mất 6 triệu. Lỗ 6 triệu cho mấy giá nhập vàng. Lỗ mất 6 triệu. Đó, ống này. Rất là sáng. Nói chung con này khá là đẹp. À, dàn nóng này. Thẳng tắp luôn, rất là đẹp luôn. Cho nên là các bác cứ mua máy em thì cứ yên tâm nhá, trông nó vậy thôi chứ còn gì, ở ngoài đời nó đẹp lắm quá, về nhà tắm táp sạch sẽ thì nghe nó lét như gương luôn. À, cùng lắm rồi có nhìn này, đây trong kho nó bẩn nó đen nó nhằm nhằm có nhìn này, cùng lắm là giờ trắng bốc luôn. Em đảm bảo bác này em không dùng một cái hóa chất gì ngoài cái chai xà phòng dầu rửa bát, không làm một cái gì cả, nó trắng bốc luôn. Bởi vì con này mà nó còn nguyên ni lông mặt lạnh như thế này thì không có câu chuyện mà nó bị vàng được. Thế là hóa ra con này nó bị nằm ở trên lớp cái công nên nó bị ốm nắng nên là ấy thôi chứ còn thì nó lét căng luôn. Đây, con này thì tem giấc đây chuẩn chỉ rồi đấy, A71G2 đây rồi, đát 2017 đây rồi đấy, chuẩn chỉ rồi, không có lệch đầu lệch đít gì rồi đấy, không có đóng tem đóng tủng gì đâu đấy, phải nói thật sự luôn, lạnh bốc luôn. Lạnh bốc bồng bộc luôn. À, con này thì full công nghệ rồi, plasma diệt khuẩn, auto lia dọn dàn, cảm biến thân nhiệt, đấy, nước thì chảy như tháo cống luôn, này, nước chảy như tháo cống luôn, đầy một cái thau rồi, vừa đổ đi một thau rồi, đấy, test qua để bàn giao cho máy cho bác đấy, đấy. À, bác nào đang quan tâm các dòng máy thì cứ alo cho em nhé. Nhìn ở trong kho thì nó tối thì nhìn có thể nó bị vàng thôi, chứ còn thì mang về nhà em dọn dẹp lên thì các bác yên tâm nó trắng bóc luôn. Đấy các bác nhìn nhá, em xoay được cả gương bên trong kìa, không có đánh bóng gì đâu nhá, nếu mà ráp đi ráp thì đánh bóng thì chứ nó lè, không bao giờ xoay gương được. Thế có nhìn được xoay gương luôn, quá đẹp luôn, máy chạy thì êm ru luôn. Đấy, công nghệ thì lên công nghệ lốc Logica rồi. Đấy, còn đây tác phẩm của ông em trai, ông ấy mua ở Hà Nội đây, ông gửi về nhà đây. Đấy, máy thì đời 2010, đóng lên đời Z 2019, cái tem này là tự dán rồi này, nguyên bản nó nằm đéo có cái này đâu. Đây, Hà Nội dán rồi này. Đùa, chịu mấy bác Hà Nội luôn, cái gì mấy bác cũng làm được. Con này là đời 2010, có chữ Fujitsu mà chữ lốc mà chữ Autulia ra này thì nó chỉ rơi từ 2011 đến 2012 trở xuống thôi. Đấy, như cái chuồng lợn này đây, đánh đi giáp đi nó đéo đánh bóng thì tròn giống như cái chuồng lợn. Đấy. Ông em ông mua máy em gửi về sở hộ đấy, đặc sản đấy. Nên nhiều bác cứ bảo em sau bán chủ yếu bán mít, phu thì gần như bỏ, bởi vì phu thì bán nó cũng sướng thôi, nhưng ngược lại là các bác đóng tem nhiều quá, lâm đời nhiều quá, công suất lâm lên các kiểu, cho nên là giá trị thật của cây máy của em thì mua mình cứ thử mình mua đầu 71 thật, giá tiền thật, nhưng người ta bán con máy đầu 56 người ta đóng lên 71 thì người ta bán rẻ đi, thì nhiều bác lại cứ bảo là rẻ, mình bán đắt, cho nên là chán muốn bán con phu vậy, cho nên là cứ cái gì mà mấy bác Hà Nội bác ấy bán ấy là tuyệt nhiên là nếu như mà mình bán thật là mình chết đói luôn, còn mình làm ra làm dối thì mình không có làm được. Đấy, cho nên là nhiều bác cứ bảo là sao đợt này không về máy,
Đợt này thì em gần như là em chỉ về về mít thôi, phu thì gần như là dừng không về nữa, vì lý do là mình không làm sai được. Nhiều bác ấy lừa đảo, bác ấy đóng tem con máy từ 2008 đóng tới 2020 21 bán độc không có 5-6 triệu, máy nhà mình bán 2019 mình bán toàn trên 10 triệu. Mấy bác bộ máy nhà mình thì đời thấp, người ta thì đời cao đấy, cho nên là khó trăm bề đường khó. Đây các bác nhìn những cái tem Logica gì này này này, có bóc được ra đâu, là nó dính liền một cái chữ Fujitsu, có nhìn đâu, nó là một cái tấm tem to này, nó in cả chữ này vào, nó dính liền luôn này, đã dính liền luôn. Còn đây là cái chữ này nó dính rời này, cái chữ này nó dính rời mẹ Logica đấy, đùa chán đời, khiến này khiến tàu nhé. Đấy các bác bảo đấy, cũng là tiền nào của đấy thật đấy. Nhiều bác thì cứ tham rẻ, mình thì bán rẻ thật, bác vẫn chưa đắt, không biết đắt tại đâu đấy, đắt ở đấy đấy các bác ạ. Bác nào đang quan tâm cái dòng điều hòa mái thì calo cho em hai số điện thoại này nhá. Đấy, em thì em không nói xấu ai cả, em không đặc biệt là không nhắc tên ai cả, nhưng mà làm cái nghề này thì chỉ làm láo thì mới ăn được thật thôi, chứ mà làm thật thì không bao giờ có cơm mà ăn các bạn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại nhé, 0975 360 433 dưới là 0377 99 6066. Em chào các bác nhá.